Thanh Tuấn của Giao Tác và Phan Cát Cường của Lô Khê. Thôi, ngoài giới. Mời hai đôi vào giữa giới. Trận đấu tiếp tục. Hiện nay Tô Tạ Đình Thành của Phù Đồng xin giữ giải lèo 300 và có đô Nguyễn Thanh Tú của Sóc Sơn xin theo. Mời hai đô chuẩn bị trang phục. Một giải lèo nữa, đô Trần Công Đại Phong của Nam Định xin giữ một lèo để xin lên đánh giải chính. Hai đô vào giữa giới. Đề nghị hai đô không được kẹp cổ nhau, như vậy rất nguy hiểm cho đối phương. Hai đô tiếp tục thi đấu. Hiện nay đô Trần Công Đại Quang đẩy Đại Phong của Nam Định xin giữ. Thôi, mai hai đô đứng giữa giới, chúng tôi công bố kết quả. Vừa rồi đô Khố Xanh đã thắng đô Khố Đỏ. Đề nghị ông Quan Hùng lên trao phần thưởng dành cho ông đô Khố Xanh. Đề nghị toàn thể nhân dân thưởng cho hai đô nhí của chúng ta một tràng pháo tay.